thành phố Hồ Chí Minh tòa án đề nghị cơ quan điều tra làm rõ chủ nhân số ma túy thu được trong quán karaoke của Trần Ngọc Phúc, tức Phúc So. Ngày 26 tháng 2, thẩm phán Ngô Ngọc Thắng ra quyết định trả hồ sơ vụ án Trần Ngọc Phúc, 37 tuổi, và 7 đồng phạm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, điều tra bổ sung nhiều nội dung, trong đó có việc làm rõ số ma túy thu giữ trong phòng karaoke là của ai, việc xử phạt hành chính Trần Ngọc Tài, 24 tuổi, em ruột Phúc về khẩu súng công cụ hỗ trợ anh ta mua trên mạng. Phúc So gây chú ý cộng đồng mạng khi khoe mũ và nhiều trang sức bằng vàng. Cáo trạng trước đó xác định, Phúc nhờ bạn đứng tên giấy phép kinh doanh quán karaoke Sofaraon trên đường Trường Chinh, quận 12, từ tháng 8 năm 2018. 3 tháng sau, Phúc lôi kéo khách bằng cách cho khách thuê phòng để sử dụng ma túy nhằm tăng doanh thu. Phúc thuê nhiều nhân viên quản lý giám sát và phục vụ. Trong các cuộc họp, Phúc chỉ đạo không cho phép nhân viên bán ma túy hay đi mua ma túy giúp khách, chỉ cung cấp các dụng cụ như ống hút, chĩa và tăng chỉnh âm lượng nhạc khi khách có nhu cầu. Theo lệnh Phúc, nhân viên dùng mật mã để tính tiền phí dịch vụ. Đối với khách thuê phòng hát karaoke bình thường, quán tính giá như niêm yết và hóa đơn thanh toán ghi tên phòng thêm chữ A. Nếu khách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ, và trên hóa đơn ghi chữ B. Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng. Nhóm khách này được bố trí chơi ở tầng hầm và lầu 3, 4, 5. Các tiếp viên phục vụ rót bia cho khách không được trả lương, mà phải nộp lại cho quán 100.000 đồng một ngày. Cơ quan điều tra xác định, từ khi hoạt động đến khi bị bắt, Phúc thu lợi khoảng 600 triệu đồng. Rạng sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh ập vào karaoke Sofaraon bắt quả tang 5 phòng có hàng chục khách sử dụng ma túy, thu giữ nhiều viên thuốc lắc trên bàn và trong tủ đựng đồ của hai nữ nhân viên. Khám xét nhà của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cảnh sát tìm thấy trong phòng Trần Ngọc Tài có 20 viên thuốc lắc, 10 gói kép amin, một số súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp. Tài khai số ma túy này mua về để sử dụng, không bán hay chia cho ai. Còn các công cụ hỗ trợ khác anh ta mua trên mạng và chưa sử dụng lần nào. Tài cũng không biết việc anh trai mình tổ chức cho khách hát karaoke sử dụng ma túy. Tài cùng 3 người khác bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, một bị can khác phạm tội không tố giác tội phạm. Hải Truyền Let's Block Act. Oi.